Những hình ảnh này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân mỗi khi ra đường. Hàng chục thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn với những loại dao tự chế từ tuyếp sắt hàn đầu dao nhọn như thế này. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, các em chưa nhận thức hết mối hiểm họa từ các loại hung khí này cũng như các hệ lụy liên quan đến chế tài pháp luật. Chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ đấy chứ cũng không dám đánh. Một buổi tuyên truyền của Công an quận Ba Đình, Hà Nội về một số nội dung cơ bản của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp và giao lưu tương tác, các em học sinh đã nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, cũng như các mức xử phạt nếu vi phạm theo các nội dung mới sửa đổi của luật. Hôm nay được các chú công an ở như quận về tuyên truyền trực tiếp cho bọn cháu về luật vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì bọn cháu có thêm nhiều kiến thức để mà phòng tránh. Nhiều khi là do bọn cháu chưa được tuyên truyền từ trước nên sẽ không biết được các cái đấy có nguy hiểm hay không, và bọn cháu có thêm kiến thức để chủ động hạn chế và không vi phạm pháp luật. Những hành vi vi phạm liên quan đến các loại dao là điểm mới trong luật sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ sửa đổi mà đối tượng học sinh sinh viên cần nhận thức rõ. Việc sử dụng dao với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ thì dao trong trường hợp này là vũ khí thô sơ. Khi đối tượng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì dao trong trường hợp này là vũ khí quân dụng. Đối với các học sinh, sinh viên nếu mà được tiếp xúc tuyên truyền về cái luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ này thì các em sẽ có cái nhận thức sâu từ ngay từ trong khi mà ngồi trên ghế nhà trường, từ đó là có cái nhận thức là sẽ tránh phòng ngừa được những cái việc mà vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ. Trong cái luật quản lý vũ khí vật liệu nổ sửa đổi và đã được Quốc hội thông qua năm 2024 này thì đối với các em sẽ nhận thức và thấy xâm hại đến tính mạng sức khỏe thì nó sẽ quy định đó là vũ khí thô sơ và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Những buổi tuyên truyền như thế này cần phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Đây có thể coi là một trong những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.